À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc vì A Di Đà Phật. Vì thấy mỗi ngày mình tu học chung với nhau, thấy ý nghĩa việc tu học chung với nhau, thấy nó ý nghĩa. Có nhiều đoạn như Đức nói chuyện với vị, đừng nghĩ rằng là giống như ngày nào cũng nói niệm Phật vậy thôi. Vậy đó mà quý vị mà nghe kỹ, quý vị sẽ giữ được cái tâm tu mà kiên định á, chứ không có giỡn đâu. Có những người rất là siêng niệm Phật, lễ Phật, nhưng cái lý có khi nó chưa có thông được, thì có những lúc gặp sự cố trở ngại cái là rớt á, chứ không có giỡn đâu. Hoặc là bị người ta quay vòng vòng, bị người ta điều chỉnh mình, hoặc là người ta tác động. Nên cái lý nó quan trọng lắm quý vị, chứ không giỡn đâu. Nên những câu chuyện như Đức kể rồi, về nhân quả, hoặc là nói xác thực đồ trong cái cuộc sống, nó giúp cho mình nhiều lắm, chứ không giỡn đâu. Thông cái tâm. Nên quý vị nhớ là mình là người á, biết niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc, mình phải hiểu cái nguyên lý. Vì sao mà cái quốc độ của Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật đều tán thán? Vì cái quốc độ của Ngài rộng lớn. Mà vì sao quốc độ Ngài rộng lớn? Là vì cái tâm Ngài lớn. Cái tâm Phật A Di Đà lớn quá. Cái tâm Phật A Di Đà lúc mà Ngài ở nhân địa này, Ngài tu lớn quá. Nên từ nơi đó mà quốc độ Ngài lớn, cái nguyện của Ngài lớn, độ sanh rộng lớn, nên mười phương chư Phật đều khen Phật A Di Đà. Thí dụ như mình ở thế gian này, mình tại sao mà gọi là biển, rồi tại sao gọi là sông, tại sao gọi là hồ, tại sao gọi là gạch? Gạch là nhỏ, vì một cái đường nước nhỏ. Vì sao gọi là biển? Vì biển to quá. Sông thì nhỏ hơn, hồ thì nhỏ hơn. Thí dụ biển thì lớn. Nên quý vị thấy bây giờ nguyên một cái biển thiệt là to, bây giờ có một số rác liện vô, vì nhìn nước biển vẫn trong veo. Tại vì sao? Vì biển to quá. Rác này giống như phiền não, hay là những lời châm chích, hay là những lời gì thị phi hơn thua. Nếu tâm mình lớn như biển cả mênh mông vậy thì không không có vấn đề, không có bị ảnh hưởng. Nên người xưa có câu nói hay: đại nạn không chết thì có phúc, nhưng mà làm sao mới có phúc? Trong cái nạn đó phải có duy trì được cái tâm hướng thiện, chứ không phải duy trì ác. Nếu như mà trong cái nạn mà mình nghĩ khi tao thoát nạn tao hại mày, tao giết mày, thì nó không phải phúc. Mà trong cái nạn đó, qua nạn xong mình càng hoàn chỉnh mình càng phải hướng thiện hơn thì là phúc đó. Thật sự nó nói trong họa có phước, trong phước có họa. Ví dụ như có những gia đình thiệt là nghèo, nhưng mà vợ chồng sống hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, nhưng trúng tờ giấy số tưởng đâu là có phước, không ngờ trúng tờ giấy số gia đình nó lại tan nát. Nên trong phước nó có họa, thấy không? Nên trong cái cuộc đời này mình, những cái nguyên lý này, vì đừng có cho nó là bình thường nha, nó là cái hành trì quý vị, nó là cái thật chất làm để nói ra nó, chứ nó không phải là vẽ tranh bên ngoài. Nó không phải là đem văn tự để đắp 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 lại để gọi là cho rằng mình hiểu biết nhiều. Không phải chỗ này, mà cái chỗ của Phật pháp là cái chỗ phải hành trì, hành trì trong thuận và nghịch. Nó giống như bây giờ mình đi ngoài mưa cũng phải sống, mà đi ngoài đường bằng phẳng cũng phải sống, đi trong bão tố hay đi sa mạc cũng phải sống. Từ khi là thọ mạng đã hết thì dù ở đâu cũng phải chết, nhưng khi đã đi thì đi nơi nào thì sống nơi đó, ở nơi đâu thì sống nơi đó. Nghĩa là cuộc sống nó đưa đẩy mình đi lớn, đến một căn nhà to thì ở nhà to, cuộc đời đưa đẩy mình đến căn nhà nhỏ, ở nhà nhỏ. Nên mới có câu nói rằng có tiếng thì có tai, mà có tai thì có tiếng. Mà công nhận, vì công nhận không, cái người có nhiều thị phi bị châm chích thì họ cũng có tiếng đó quý vị. Chứ họ không có tiếng là không ai biết, làm sao mà họ có tai? Nên tiếng tai tai tiếng nó cứ quay vòng 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 vậy đó.
Còn bản thân mình thì có khi cả đời cũng không ai biết đến mình nữa. Thì lấy gì đâu mà có tai, tại vì có ai biết đến mình đâu. Nó nên quý vị biết đó, tâm lượng lớn đó, thì cũng có nhiều cái tai tiếng. Tại vì tâm lượng lớn nên mới có nhiều thành phần biết đến, nên mới có tai tiếng. Nên từ nơi đó mà quý vị mới biết là cái cuộc sống này nó không có cái gì mà trọn vẹn hết. Nên mình sống làm sao mà sống cho nó đặc biệt. Nên mình là học Phật rồi, tâm lượng mới mở rộng ra quý vị. Tâm lượng mở càng lớn chừng nào thì người ít phiền não chừng nấy. Có buồn gì đi chăng nữa thì cũng không có buồn lâu. Tại vì tâm lượng mình nó lớn quá nên cái sự thị phi buồn phiền nó cho qua mau lắm. Chỉ có con người hẹp hòi mới dặn dai thôi. Thì biết rằng người nào mà dặn dai là người đó hẹp hòi. Nên quán thân trái chủ mà đi theo mình là hẹp hòi. Vì dặn dai quá nên theo đời đời kiếp kiếp. Dặn á quý vị. Dặn quá nên đi theo hoài. Theo để báo thù. Nó. Còn những đức quý vị cùng đi theo với nhau là để về cực lạc. Chứ không phải là quan gia trái chủ đâu ha. Những đức với quý vị là cái gì khó nói quá, bạn sen á. Mình là bạn sen theo nhau đi về cực lạc. Ngày nào cũng bốn mắt nhìn nhau, quý vị công nhận vị tu vị có nhìn nhận được không? Những đức thấy có nhiều người nhìn chút cái là bộ nhìn chút khác. Chút cái quay lại nhìn cũng thấy những đức nhìn chân chân. Tại vì những đứa biết nhìn vô ngay cái á, nhìn vô ngay cái máy quay phim là sẽ nhìn được quý vị. Còn nếu nhìn quý vị thì không phải nhìn cái máy quay phim. Cái nguyên lý của chiếc máy quay phim á, với cái điện thoại á, cái điện thoại thì không được, nhưng mà những đức là máy chính nè. Những đức chỉ cần nhìn vô cái con mắt của máy quay phim là những đức sẽ nhìn tất cả quý vị đó. Nào còn nên những đức nhắm ngay máy quay phim, những đức nhìn là những đức đang nhìn chân chân quý vị luôn. Có lúc những đức nhìn, những đức không có chớp mắt luôn, là quý vị thấy sao kỳ, nhìn hoài chặt. Nhìn gì đâu mà chắc chắn kỳ cục. Như thật sự Đức nhìn vô máy quay phim. Còn ví dụ như trong cái màn hình đi, những Đức mà nhìn cô nào hay chú nào đi là không phải nhìn quý vị. Nó không phải nhìn mà nhìn vô con mắt. Mắt máy quay phim. Thấy không? Nó chúng ta mỗi ngày nhìn nhau mà giúp cho nhau bình an. Còn có những loại nhìn nhau giúp nhau đau khổ, có không quý vị? Thấy chưa? Trong nguyên lý của cuộc đời quý vị thấy cũng là cái nhìn mà có những cái nhìn làm nhau khổ đau, có những cái nhìn mà làm nhau vui vẻ. Vui vẻ đó là hướng về cực lạc quý vị. Nó còn có những cái nhìn cũng làm nhau vui vẻ nhưng mà lại đi đến khổ đau. Có những cái nhìn mà làm cho giúp cho nhau buông đi những cái khổ đau trong cuộc đời. Có đó quý vị, nó có chơi nguyên lý đúng không? Nó nên từ nơi đó mà cái quan trọng là tâm lượng nó phải lớn. Quý vị người gần người tâm lượng lớn quý vị thích lắm. Thích lắm, tại vì vì gần người ta nó không có gì ràng buộc. Khi vị nói chuyện với người ta, quý vị sẽ rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Còn quý vị gần cái người mà tâm lượng hẹp hòi, họ sẽ so đo tính toán. Họ nói đầu này nó làm đầu khác, nó nói này làm cái kia. Rồi họ nói chuyện với mình là họ có những cái tính toán, suy nghĩ. Lúc con người đó họ phát lên lời nói dù có hay, nhưng quý vị cũng cảm thấy nó bị bất an một cái gì, và bị chói buộc một cái gì. Hiểu chưa? Còn cái người mà tâm lượng giải thoát, họ nói chuyện với vị họ sẽ rất thoải mái. Họ đâu có bận tâm gì nhiều quá. Những đức thấy rằng là trong cuộc đời những đức từ nhỏ đến lớn, thực sự từ còn nhỏ là một gia đình nghèo, rồi lớn lên chút đi kiếm ăn, tự cá nhân mình đi kiếm ăn, đủ cách đi kiếm ăn. Rồi lớn lên chút 17, 18 tuổi thì lên thành phố làm khổ vô cùng. Rồi gặp bà sư phụ, bà rèn luyện, bà chửi mắng quá trời. Đi vô chùa tu thì 5 năm đầu quá cực khổ, lam lũ làm không biết cái gì hết. Thầy thuyết pháp suốt, mình thì cứ vậy, làm cái nào không phù hợp thì làm lại, làm cái nào không được thì làm lại, cứ vậy mà kiên nhẫn trong 5 năm. Rồi đi xuống với hộ pháp 10 năm cũng cứ như vậy mà nỗ lực cố gắng. Rồi trong cái quãng chúng cái nào không được thì làm lại. Chỉ cần lấy cái dùng cuối cùng, như Đức nghĩ dùng tình thương thương người, thương người là sẽ thành công. Nên những Đức cũng có được sự thành công của 5 năm, có được sự thành công của 10 năm. Có những người nói ô ông thành công có 15 năm đó mà cuối cùng cũng được gì đâu. Những Đức nói có khi quý vị cả đời quý vị cũng chưa được 1 năm đó. Cả đời cũng chưa được 1 năm của cái 15 năm của những Đức. Tại vì quý vị có lo được lo mắc sợ gì bản thân mình, nên đâu có làm được gì đâu quý vị. Giỏi lắm giữ một cái gì đó thôi, chứ đâu có làm được cái gì cho chúng sanh đâu. Còn nó thật sự chứ, dù bây giờ có kẻ thương người ghét,
Nhưng mà dù có không thích những đức thì họ cũng đã từng hưởng cái ăn huệ mà những đức đã từng đưa cho họ. Thật sự họ đã có những giây phút họ quá vui, hoặc là họ đã niềm vui của họ cảm thấy quý trọng những đức vô cùng. Bây giờ giỏi lắm thì bị tác động gì chút của duyên nghiệp thì lúc này tự nhiên không thích nữa. Nhưng mà những đức chỉ cần gầy dựng công phu 1-2 năm sau thôi là tức khắc những cái không thích đó tự nhiên trở lại với những đức. Vì chờ xem nè, cái này là đi con đường dài. Trên cuộc đời này giống như mình đi đoạn đường vậy đó, đoạn đường có lúc bằng lắm, nhưng có những lúc dòng rồng rền, thấy không? Nhưng có những lúc đi qua đoạn đường nó tới đường bằng. Cứ như vậy mà mình đi đi, miễn sao mình đi vừa tới cực lạc thôi à. Con đường này phải kiên nhẫn nghe cô Diệu Minh. Dù qua tới bên Mỹ đi chăng nữa cũng phải về tới giới cực lạc mới được. À, hôm qua gặp một cái cô kể, hôm nay em lên trên Củ Chi thấy cái bà con mà bà cô này đó nhà cũng khá giả giàu sang, bà không biết tu, bà keo kiệt khó khăn dữ lắm. Bây giờ bà bệnh nè, bà bệnh đau mà thấy đi về nhà thăm nhà, cái nghe nói bà cô bà bệnh qua thăm bà thấy hai sợi dây chọt vô lỗ mũi để mới đổ cháo vô, đổ sữa vô qua lỗ mũi ấy vậy. Rồi một sợi dây nó thông tiểu mà bả đau đớn, cô kêu kể của nó, cô đau đớn kinh khủng lắm, cô quằn quại, cô đau đớn quằn quại kinh khủng lắm, hai dây đưa vô lỗ mũi chế sữa vô. Thì cô này cô thấy bao nhiêu người không biết tu xung quanh bu cổ. Cô này lỡ cô nói một câu nè: quý vị ơi, bây giờ người ta bệnh đau gì mà bị bu, bị nói chuyện sùm gì có được gì đâu. Thôi bây giờ quý vị ra ngoài ngồi đi, ra ngoài ngồi hết đi. Cô này cô cũng lanh lẹ, cô kêu ra ngoài ngồi hết đi. Cuối cùng không ai ra, bà la lên tiếng, mấy người này sợ bà chạy ra ngoài chứ. Cuối cùng bà đó, bà cũng mới biết tu rồi, cũng biết những đức. Bà nghe đức nói chuyện rồi bà lỡ bà khai thị. Bà khuyên niệm Phật đồ này kia, nói cô ơi, cô lúc trước cô giàu sang, nhưng mà bây giờ mang cái thân này giờ khổ quá rồi, cô buông xuống đi cô. Cô niệm Phật cùng với con nghe cô. Cái bà ngồi bà niệm Phật với bà này đâu nửa tiếng đồng hồ, xong bà để cái máy niệm Phật cho xíu xíu, để ngay cái lỗ tai, ngay cái lỗ tai cho cô này cô nghe. Rồi dặn gia đình ghim điện cố định để ngay cái lỗ tai cho bà này nghe. Khi cô này cô kể câu chuyện như Đức nghe, Đức nói rằng quý vị thấy không, dù mình giàu sang phú quý đến khi bệnh hoạn, ví dụ như bị vô bệnh viện thăm bệnh rồi, quý vị thấy không, dây nhợ chuyền tùm lum, cơ thể đau cỡ nào, đau cỡ nào sao niệm Phật được quý vị đó. Nên mình bây giờ mình rảnh thời gian chút mình lễ Phật thờ, đây là tạo duyên phước á, mình gầy dựng cái tâm giải thoát của mình. Quý vị ơi, cuộc đời người mà trẻ rồi tới già thôi, từ từ mình già mà, đúng không Thanh Nga, từ từ nó già tới chết, trẻ hoài sao, vi chằng gì dự tính vô đó, từ từ cũng già thôi. Mình thấy không, bởi vì quý vị thấy gương mặt mình so sánh với hồi đó 17-18 tuổi mình bây giờ xếp ly chút đỉnh rồi, đúng không Diệu Minh, Quảng Ngọc rồi, mình thấy bây giờ bèo nheo rồi chứ đã dẫn đâu nó bây giờ. Lục Nguyễn Quảng Minh rồi, mình thấy Quảng Minh rồi, bây giờ mình thấy không, bây giờ mình già già đó, đào mương đồ cái đào hương bên nó lộc, mình thấy không, từ từ mình già quý vị ơi, mày thấy không. Nó mỗi năm đi qua là chúng ta cứ gần với phần một. Bây giờ bản thân mình mà không lo gầy dựng niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình muốn gì vậy, hung dữ bạo ngược có được gì đâu. Trước mắt thì tưởng đâu hơn thua với người khác thì được, nhưng cuối cùng có được gì đâu quý vị, buồn giận người có được gì đâu, đúng không Khang An? Nó bà Vế Tư à, thấy cho bên Nam là thấy ông Đức Hòa này là ông siêng tu nghe, mặt tôi rối luôn á. Ừ, nó, lúc nào ông ổn tôi điện thoại, bữa nào gặp ông bữa coi. Nên từ nơi đó ông siêng tu á, mặt sáng sủa. Ừ, nên từ nơi đó mọi vị biết rằng là mình á, mỗi ngày mà tu hành mà nhắc nhở nhau cái chuyện giải thoát này nó quan trọng quý vị. Thôi hung dữ bạo ngược thôi, cái gì buông được buông đi vị. Quý vị coi như Đức Phật thành Phật rồi, vì mà đi vô một cái làng khắc thực, vì mà ngoại đạo ghét Đức Phật, Đức Phật mà còn có người ghét, lấy trà rai đồ liền nhau đường bắt Đức Phật, muốn đi khắc thực thì đi ngang đây đi. Đức Phật nói tôi xin các ông, Đức Phật nói đó, tôi xin các ông cho tôi vô đây được khắc thực.
Họ nói nếu ông muốn đi thì ông đi ngang Chà Gai nhọn này, ông đi ngang đi. Đức Phật đi ngang, gai đâm vô chân Đức Phật, máu me chảy tùm lum. Lúc đó có một cái người mà gọi là giai cấp hạ tiện của đất nước Ấn Độ, thấy cái cảnh nó lộ, lấy cái chổi quét Chà Gai. Thì Bà La Môn mới nói rằng nếu mi mà còn quét nữa, đuổi khỏi cái làng này không cho ở. Nó thấy Đức Phật dễ thương, động cái tâm, lấy cái chổi quét Chà Gai ra. Mà cái thời đó đất nước Ấn Độ người ta phân giai cấp ghê. Cái giai cấp hạ tiện là tuyệt đối. Cái người giai cấp Bà La Môn với Sát Đế Lị là có nghĩa là không có chạm vào những con người đó. Chạm những con người đó là họ bị dơ bẩn. Thì Đức Phật là ôn tồn, Đức Phật là bên Thủ Đà La, không, Đức Phật là Sát Đế Lị. Thì lỡ đụng vào cái người giai cấp hạ tiện, người giai cấp hạ tiện nói rằng ngài đừng đụng vào người con, ngài đụng vào người con ngài sẽ bị ô uế. Nó không, đã là con người với con người là không có gì ô uế. Nghĩa là Đức Phật sanh trong đất nước Ấn Độ và thành Phật là phá vỡ đi những cái giai cấp sang hèn của con người đến với con người với nhau. Nên từ nơi đó vì mình là người học Phật, tâm lượng mình phải lớn. Đối với con người là mình phải thương. Nó thật sự mà nói với vị biết rằng chư Phật Bồ Tát thị hiện, dù là cảnh giới thiện ác gì các ngài thị hiện đều từ bi hết. Cảnh giới thiện ác ngài các ngài thị hiện đều từ bi hết. Thì nhớ không phải thiện không mà các ngài thị hiện không đâu, mà trong cảnh giới ác các ngài thị hiện cũng từ bi nữa. Nó. Nên thí dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện trong quỷ đạo là ngài là dẫn gọi ngài là quỷ, nhưng ngài từ bi trong loài quỷ đó để độ quỷ. Quỷ dữ ngài còn dữ hơn quỷ nữa để ngài độ quỷ. Còn nếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện trong cái giới cờ bạc thì vô quýnh bài không ai quýnh lợi Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì sao? Bồ Tát Quán Thế Âm ngài phải hơn những người quýnh bài chuyên nghiệp, người ta xài bài rẹt 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 như vua cờ bạc, thì ngài phải thể hiện cỡ vua cờ bạc để độ mấy cái thằng quýnh bài dởm. Không phải giỡn đâu quý vị. Đó, có nghĩa là Bồ Phật Bồ Tát thể hiện trong tất cả các ngành nghề, nên có 53 thiện chí thức là như vậy, có thiện có ác. Nên bản thân của mình học đạo mình phải hiểu cái nguyên lý của nhân quả. Thì bản thân của mình tự nhiên dùng cặp mắt từ bi để nhìn tất cả những người làm ác, mình thấy thương họ, mình có ghét họ. Mình học Phật giết mình từ bi, vì dùng cặp mắt từ bi mình đi nhìn tất cả những người làm sai. Ông chồng ăn nhậu, ông chồng chửi mình, ông chồng hung bạo, làm ngược lại cái thiện. Mình nhìn cặp mắt, dùng cặp mắt từ bi mình nhìn họ, mình thấy thương họ. Lúc quý vị học Phật mà được như vậy là vì học Phật có kết quả rồi đó. Thật sự luôn á. Còn nếu như quý vị học Phật, quý vị tưởng đâu cặp mắt mình mỗi ngày nhìn Phật thôi, còn nhìn những điều sai quấy mình cảm thấy chán chê và ghét họ. Chưa đâu quý vị à. Mình chưa phải học Phật phát ra tâm từ bi rộng lớn đâu. Chưa đâu. Quý vị coi trong cái cõi đời này thiện ít ác nhiều. Nếu như quý vị chỉ có nhìn cái thiện mà bị phê phán cái ác, thì con người trong cuộc đời này, những người làm sai sao có cơ hội. Trong khi cái đạo Phật thì hiện đến cái quốc độ nào mà khổ đau vô cùng, Đức Phật đến để ôn tồn và giúp đỡ. Chứ không lẽ giờ Đức Phật ngài thành Phật rồi ngài đi đến cái chỗ an vui của ngài, ngài không thương người khổ đau. Vậy thấy không? Thí dụ như giờ chương trình khiếm thị đi, trong chương trình khiếm thị cũng có Phật Bồ Tát thì hiện ở trong đó làm trưởng đoàn dẫn người mù đi. Còn những đức thì phát động cái chương trình cho người mù đến. Vì nghĩ đi, nếu không có trưởng đoàn dẫn người mù đi, người mù lấy sao đi được. Nên Phật Bồ Tát phải thể hiện làm trưởng đoàn. Còn những đức thì thí dụ như những đức làm người tổ chức, nên người mù mới có cơ hội đến đó được giáo viên. Bao nhiêu người mù được nhận vài ba ngàn, vài ba trăm bạc, nhưng mà họ được gieo cái duyên niệm Phật ở trong đạo tràng suốt 5-6 năm. Duyên đó đã gieo cho họ rồi đó. Nghĩa là Phật Bồ Tát giúp được chúng sanh một chút các ngài cũng giúp. Nên chúng ta tu tâm lượng mình phải lớn quý vị ơi. Tâm lượng mình phải lớn lên, tu làm sao càng tu tâm lượng càng lớn. Bây giờ mình lấy người chồng có hành hạ chửi mắng mình, nhưng mà mình đừng có bao giờ mình hận ổng là mình không giải thoát đó. Đối với người ta mình còn thương chi đối với chồng mình. Mình đã từng chung chăn sẻ gối với ổng. Lỡ một ngày nào có chia tay hết nợ, hết duyên hết nợ, thì bản thân chúng ta không thương cũng có, còn giữ chút tình chứ. Không của mình thì của người ta. Hận chi, ghét chi hả quý vị? Ghét thì mình không giảng sanh. Vì mình đặt cái tâm ghét thì nó có tình, có hận ở trong. Chứ bây giờ không có tình, không có hận, ghét chi?
Quý vị không còn cái gì chứ quý vị ghét làm gì. Như những đức bây giờ gặp có những người những đức nói chuyện, những đức chỉnh đốn thẳng họ là vì những đức với họ thương nhau, quý nhau, những đức mới nói thẳng. Còn cái người mà mình vừa gặp mình chỉnh đốn thẳng họ làm gì? Thật sự luôn. Có những người mình quá thương họ nên mình có thể nói thẳng với họ những điều mà mình không thể nào nói người bình thường được. Nhưng mà có những người thân họ không hiểu, họ trách mình. Ví dụ như ngày xưa trưởng đoàn những đức thương họ lắm, nên cái gì những đức nói thẳng họ thì cuối cùng họ ghét mình. Đó. Nhưng bởi vì nói Phật Bồ Tát thì hiện trong thiện trong ác đều là từ bi, đều là vì chúng sanh chứ không có hại người. Mình chỉ cần có cái tâm hại người thì tức khắc con người mình không đúng. Học Phật tâm lượng mới mở rộng ra quý vị à. Nó bây giờ mình mà tu xong quý vị thấy rảnh ngồi nói chuyện tâm sự ngon lành không? Chứ mình nguyên một cái vàng này bây giờ mình gặp ở đâu, mình tập trung ở đâu được đây? À, chỉ có chùa cao Phật lớn mà có cơ hội thì mới gặp nhau được mỗi tuần thôi. Chứ nhà nào mà chứa được cái số lượng người này chứa cái lượng người này hay chứa đâu? Nó sau này ổn đi, mỗi năm sinh nhật những đức tìm cái chỗ nào đó để chúng ta tổ chức sinh nhật chung, gặp nhau 5 lần nó sẽ coi gặp nhau coi sao, đúng không quý vị? À, nếu mà đủ duyên sau này nha. Nó giờ tôi làm cư sĩ, nếu mà có phước báo bữa nào chúng số độc đắc gì đãi quý vị kiếm chỗ nào thuê đãi vì ăn uống được. Chứ bây giờ mà nói cái chỗ nào mà ngồi chia sẻ Phật pháp không bao giờ được đâu quý vị, nó dính tôn giáo không có được, không phù hợp. Nên thì có thể mà gặp nhau ăn uống đồ thì có thể một năm một lần nếu mà có nhân duyên. Kệ mình nói cái gì nó cũng là trong cái duyên, cái thuận nghịch đi, gặp cũng được không gặp cũng được nha quý vị. Cái quan trọng là mỗi ngày mà được ngồi nhau gì tu xong mà được tâm sự gì lại cái buổi nói chuyện này, cái quan trọng là mở tâm lượng nha quý vị. Tâm lượng mở rộng ra. Những đức nói bây giờ mình tu sao biết, bây giờ vì chưa mở được hãy mở ra đi. Quý vị đóng lại hoài nó khó chịu lắm. Thật sự mà nói quý vị coi, quý vị buồn người ta, quý vị khó chịu không? Nên buồn người ta khó chịu thì mở ra đi. Mở tâm ra. Mở tâm ra đi quý vị thì quý vị nhẹ nhàng chứ có gì đâu. Bây giờ những đức nói thật sự chúng ta cũng đã từng biết nhau. Thật sự mà nói đã từng gặp nhau, những đức chia sẻ pháp như những người trong đây đã từng ngồi, đã từng vỗ tay, từng cười đồ vui quá trời đúng không? Mình nhớ những giây phút đó mình thấy nó đẹp vô cùng quý vị. Quý vị bữa đó những đức nói chuyện công đoạn ngắn, đưa công đoạn mà tất cả những cái pháp hội mình tổ chức, từ khi những đức mới đến chùa những tổ chức chương trình thấy không? Bao nhiêu gương mặt ở trong đó. Nói quý vị thấy không? Nó đẹp biết bao nhiêu mà nói không? Cuộc đời chúng ta cứ kêu nó đẹp dữ hoài á. Thì bây giờ có những lúc bây giờ thì nó không được gì nữa, nhưng mà đó cũng là những kỷ niệm đẹp của cuộc đời chúng ta, đúng không quý vị? Người không biết tu thì nghĩ ngày xưa có những kỷ niệm đẹp với mình, với chồng mình khi mới yêu nhau được, đi đồi thông hai mộ được ha, thung lũng lý gì thôi, thung lũng tình yêu gì đó. Bây giờ đi xong rồi chụp hình lại, đó cũng là những kỷ niệm, đúng không quý vị? Nhưng mà kỷ niệm đó có khi không tu hành nó đẩy mình từ từ đi tới cái chỗ thương yêu rồi dính mắt nhau rồi cuối cùng chết không biết đi về đâu. Nhưng mà những kỷ niệm chúng ta đã trải qua trong cuộc đời này, những cái pháp hội tu đó, đó là những kỷ niệm mà chúng ta phát nguyện sanh cực lạc không đó. Những kỷ niệm đó nó quá đẹp rồi còn gì nữa quý vị. Nay nói chứ ông thầy ít học mà hô mà làm được điều đó là thấy cũng quý quá. Thật sự mà nói, những đức nói mà nếu mà tiếp tục mà có những ông thầy ít học mà hô những đức mà tiếp tục 10 năm nữa, rồi qua 10 năm đó tiếp tục ông thầy ít học hô tiếp tục 10 năm nữa, những đức nói chúng sanh có phước quá trời luôn, chứ nói chuyện dẫn chơi hả quý vị, đúng không quý vị? Nên những đức nói rằng mình là người tu hành, bước chân bước đến nơi nào nơi đó sẽ mọc hoa sen. Bước chân mình đã bước đi đến đâu thì nơi đó nhất định sẽ mọc hoa sen. Quý vị thấy không, những đức đến chùa đầu tiên ngày xưa gì, dù cỡ nào nơi đó cũng đã từng bước chân như đức đã đến nơi đó, và tất cả những hoàn cảnh ở đó như đức đã từng trải qua. Như đức đến ngôi chùa thứ hai, rồi ngôi chùa thứ ba, ngôi chùa thứ tư, biết thấy không? Những chỗ như đức đã bước đến thì nơi đó trở thành những đạo tràng lớn niệm Phật, cỡ nào cũng hình thành đạo tràng lớn niệm Phật hết. Dù như đức không còn ở nơi đó, nơi đó vẫn là đạo tràng niệm Phật. Có nghĩa là ông thầy hô ít học đã từng đến nơi đó, dù có chối bỏ, dù có phủ nhận, nó vẫn là như vậy quý vị. Thật sự từ cái cây bông giấy,
từ cái đổ bê tông, từ một cái nhà, từ cái nóc nhà, từ cái bóng đèn, từ món đồ trong đó đều trải qua bàn tay của Nhân Đức. Vì cái gì Nhân Đức cũng đã từng coi qua và nhìn qua. Và tất cả những gì, cái quạt gió, từ lau cái quạt, từ cái nóc nhà, sơn cho nóc nhà, chính bản thân Nhân Đức đều đã từng leo qua và đã từng chỉ đạo người dọn dẹp. Nên đó là những kỷ niệm ân tình đặc biệt. Nên nói đây không phải để bản thân mình phê phán, mà nói đây cho những người tiếp nối hãy có tâm cảm ơn. Tâm lượng phải mở rộng ra, tâm mình mở rộng ra, hoàn cảnh mình mới lớn được, thu nhiếp mới nhiều chúng sanh được. Đừng có gì một cái gì, đừng có sợ bản thân mình. Tôi trong vòng 10 năm tôi cũng tận tụy, dám hy sinh chính mình. Dù cỡ nào tôi cũng thấy ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng nên bảo thủ cho rằng tồn tại là bản thân mình phải kỹ lưỡng và phải dè dặt, chưa chắc đâu. Phải thật sự vì mọi người, dám hy sinh chính mình. Dù là một năm hay 10 năm nó vẫn là ý nghĩa. Đó. Người ta nói thà một phút huy hoàng còn hơn ngàn năm hối hận. Tôi không có lâu, 5 năm, 10 năm thôi, chứ tôi nói một phút vậy là cũng quá dữ dằn rồi, đúng không quý vị? Huy hoàng thiệt chứ, nó dẫn cho quý vị coi những pháp hội Nhân Đức đi. Những pháp hội phải huy hoàng không? Quý vị từng ở trong pháp hội đâu phải huy hoàng không? Nó thấy nhìn những gương mặt thanh nga đồ mà ngồi phía trước nghe tôi chia sẻ Phật pháp, mới thấy huy hoàng chưa? Coi lại đi rồi sẽ thấy những pháp hội không tưởng tượng được. Nên có những người nói tôi tổ chức những pháp hội giống như chương trình cải lương, tôi nói thật sự pháp hội đó là pháp hội không thể nào tưởng tượng được. Nhất là cái pháp hội Di Đà Phật Đản mà cầm bông sen, thật sự mà nói quý vị thử tổ chức một cái pháp hội gì đi rồi vì sẽ thấy không phải đơn giản như vì nghĩ đâu. Có chư Phật Bồ Tát gia trì đó. Quý vị thấy một chương trình như tổ chức mấy chục ngàn người mà xong không có một người nào chết. Cái điều này là cái điều không tưởng tượng được đó quý vị. Quý vị thấy không? Chen chân không lọt luôn á. Nó quý vị thấy không? Đó, thầy dốt, thầy hô, cái đó không? Nếu mà ai mà tiếp nói thầy dốt, thầy hô này cứ 10 năm, 10 năm, 10 năm thì chúng sanh lợi ích biết bao nhiêu mà nói, quý vị thấy không? Nó khi những đức không còn ở, bao nhiêu người bị thiệt thòi, từ xe ôm, chạy xe, đủ thứ loại, buôn bán, không có một cái gì không bị thiệt thòi cả. Nó vì biết rằng họ quá thiệt thòi luôn. Nó nên có phước thì hưởng hết phước, thì hết hưởng gì thôi. Nhưng mà mình tu hành tâm lượng phải mở rộng ra, phải có tâm cảm ơn, đừng có buồn trách vì bản thân mình muốn về cực lạc mà quý vị. Ha, nhớ nghe. Mở tâm lượng ra nghe quý vị. À, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chuẩn bị ăn cơm nghe, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.